Là sao chị? Lúc đầu ổng cũng vô, ổng cũng ngại, thì quen ba làm chung với ba đó. Dạ. Đi làm thì ổng thức sớm, ổng nấu cơm, nấu nước, làm đồ ăn, rửa chén rửa bát, nói chung là quét nhà quét cửa, rồi ổng làm y gan như phụ nữ vậy đó. Là lúc đầu tiên ổng mới lại nhà mình đó ha. Dạ. Dạ, rồi nói có quen là... biết gì không mà ổng lại chị? Cũng quen, quen với ba đó. À. Đi làm chung với ba rồi quen, quen rồi ổng kiểu như không có, kiểu như xuống nhà em á là ở xin ở đây đặng mình ở nhà đặng mình đi làm cho người ta vậy đó. Dạ. Là ổng quét nhà. Dạ. Rửa chén. Dạ. Nấu cơm luôn. Nói chung là làm gian như phụ nữ vậy đó. Giặt đồ không chị? Có luôn. Là giặt đồ của chị với không, ý là giặt đồ ba đồ thôi. Giặt đồ của ba thôi. À. Với mẹ. Dạ. À. Chàng ơi, rồi sao mà ảnh giống như là làm quen được với cô vợ U20 vậy chị? Thì lúc đầu là chưa có quen, rồi xong mà làm phụ rồi nấu cơm nấu nước rồi đó, thì kiên trì lâu quá rồi mẹ thấy thấy cũng được, rồi xong mẹ gả. Là thấy tự... hai ánh mắt hai bé này nè, rồi thấy cũng có cái tình cảm gì đó, rồi mẹ kêu gả, rồi bên đây cũng chịu, rồi bên kia cũng chịu, rồi gả luôn. À, giống như là thấy hai người này sờ nẹo. Thấy hai ánh mắt đa tình thôi chứ không có sờ nẹo, kiểu như hai ánh mắt thăng thăng vậy đó. À, có nghĩa là chị, hồi đó bà nhìn ổng dữ lắm hả? Có không? Hả? Có. Có không? Là hồi đó thấy ông đẹp trai hay gì? Hồi đó ông đẹp trai không? Đẹp trai. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, thì ngày hôm nay Ngôn có nhận được một phần duyên của Quý Mạnh Thường Quân gửi đến cho người chồng U50 cũng như là cô vợ khờ U20 của mình. Dạ, thì bây giờ Ngôn xin mời quý vị khán giả mình cùng tiến vào nhà để thăm gia đình như quý vị khán giả. Dạ, em xin chào anh chị nha. Dạ, đang ăn cơm hả anh chị? Dạ, chàng ơi, rồi sao ngồi thấy tội nghiệp dữ vậy? Rồi sao không ngồi trên giường mà ngồi ở đây chị? Giờ quá ăn với mắm ruốc mà trên giặt. Là ăn cơm với gì? Với mắm ruốc. Đâu em coi coi. Chàng ơi, là có một miếng mắm ruốc gì đó hả? Rồi anh cho em hỏi thăm nè. Sao mà không mua thịt cá gì cho vợ ăn anh? Không có tiền đâu mua. Chàng ơi, rồi hôm bữa em mới trao duyên của quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á, cho anh một ít đỉnh rồi còn đâu? Rồi mấy đứa nhỏ rồi vợ nó thuốc men rồi sữa sụn rồi trả nợ rồi tùm lum chơi, người ta lại đòi trả nợ hết. Sao người ta biết anh có tiền mà người ta lại đòi hay vậy? Thì đâu thấy mấy cô chú lại tiền bạc rồi gửi gì ghe nọ rồi thì cho lại đòi. Chàng ơi, tội nghiệp không? Dạ, thôi. À, như vậy là hôm bữa em trao tiền cho anh. Ừ. Rồi cái em mới quay phim lên. Dạ. Thì mấy cái người chủ nợ đó mới xem được. Dạ. Rồi người ta lại đòi anh ha. Dạ, mấy người ta lại đòi. Chàng ơi, rồi bây giờ phải ăn cơm với mắm guốc như vậy đó ha. Người thưa vị khán giả, đây là cảnh của hai vợ chồng mà lúc trước Ngôn có từng quay với quý vị khán giả. Là đây là người chồng 50 tuổi, nhưng mà cô vợ thì chỉ mới 20 thôi. Nhưng mà đặc biệt cái là cô vợ không có nhanh nhẹn cũng như là lanh lợi như bao người quý vị khán giả. Rất là hiền. Và đây là con của hai vợ chồng. Mất nhớ, ba hồi... Bà hỏi thăm nhà em đã hỏi cười không? Dạ, anh ơi, để em gắn cái này lên áo anh cho nha. Đây. Dạ, anh cho em hỏi thăm nè. Hồi nãy anh nói là chị mất trí nhớ là sao anh? Tại hồi nhỏ nó bị đứt cái lỗ mũi á, dao đó, vậy giờ nước đứt cái lỗ mũi rồi mắt máu vô máu lại rồi. Bà hồi nhớ bà hồi không? À, có nghĩa là mất máu nhiều. Ừ, rồi vô máu khác rồi bây giờ hồi mình kêu người ta lại người ta cũng cười không, người ta không biết nói gì hết trơn. Ừ. Chàng ơi, tội nghiệp không? Là hèn gì
khi mà cái bữa đầu em gặp chị á là cười không à, cười không à, hỏi chị cũng cười không à, trời nắng à, cười không à, chị ăn cơm đi, chị thấy em chị mắc cỡ hay gì rồi sao không dám ăn. Chàng ơi, chàng thấy hai vợ chồng dạ tội nghiệp không dạ. À, chị cho em hỏi thăm nè, hôm bữa em có trao duyên á, có gửi ít tiền đó, chị dùng tiền đó chị làm gì? Đâu biết xài tiền đâu. Nó xài tiền mua bảo hiểm đó không? Đâu có. Dạ. Như vậy là chị trả nợ chứ. Chị như vậy là còn mấy ngày nữa là chuẩn bị đi giống tháng, như là sanh tháng, tháng tháng ta nói tháng gửi đổ lại đó, không biết. Tháng gửi đổ lại ha. À. Chàng tháng gửi đổ lại. Thì 9 tháng 10 ngày là như còn cái tháng gửi đổ lại nhé. Ừ. Như khám ta nói gì. Sao mà em ngồi ở đây nãy giờ mà em đổ mồ hôi nhóc hết trơn luôn nè mà hai vợ chồng anh chị là không có cây quạt nào hết trơn gì? Quen rồi. À, nhà không có quạt gió luôn. Nó mà quen rồi, nó xài. Dạ, bữa nay hình như có điện hay gì nè, phải không? Có. Là câu ở đâu anh? Giờ hơi bên mẹ bệnh, mà giờ vợ câu không gài, không có xài. À. Tại vì mình xài cái bóng này nè, không có. Vậy là câu khoảng 2-3 bữa nay rồi. 3-4 bữa không có xài. 3-4 bữa rồi ha. Chỉ có sạc điện thoại thôi. Dạ. Sạc điện thoại đặng ai điện đi mặn thì mình đi thôi. Ừ. Dạ. Bữa rồi, không có xài. Xài cái bóng gì của ông sư cho đó. Dạ. Bóng này nè. Là cái bóng năng lượng mặt trời này ha. Hôm bữa anh có chỉ em đó. Dạ, xài cái nó. Dạ, bữa đầu em vô là chưa có dây điện. Dạ, mới mua lại câu lại đó. Ừ. Chị hơi với bà. Anh cho em hỏi thăm nè. Rồi bình thường á anh đi làm á rồi chị nhà thì giống như là hơi giống như hiền á, hơi khờ á. Ừ. Rồi anh đi như vậy rồi ai giữ chị? Thì cũng đóng cửa khóa cửa vậy đó, rồi có bà bác đó với bên mẹ vợ với chị vợ rồi đi tới lui vậy. Là ừ. Bỏ chị ở trong nhà này. Trong nhà với đứa nhỏ đó. Rồi chị chịu ở yên không hay là chị mở cửa rồi chị đi rồi sao? Không có ở nhà không, không đi không. Nếu đi nhóc nhỏ đi theo sao? À. Giữ nhỏ. Là hãy mà anh đi làm là đóng cửa lại để khóa. Vợ ở trong. Khóa lại. Khóa lại hả? Nè mới sửa hồi sáng nè. Dạ. Mới sửa cái này ha. Mua hồi sáng hết 160.000 cây gửi sắt á. Dạ. Móc này kia nọ mới làm xong giống vô. Là để cho con mình đừng có chạy ra lộ ha. Đừng nó ra lộ. Nó thay kia nó leo được rồi nó hở nó đạp lên được, còn nãy nó đạp lên hết được rồi. Đúng rồi, cái này nó thẳng xuống nè, đâu có đường đâu đạp. Còn cái dáng nó đạp lên được, con này nó đạp lên không được. Kìa bà chỉ cái đường này nó chung được nè. Đường đó thì lá đúng vài tàu lá nhét vô. Đúng vài tàu lá nhét vô rồi. Chị ơi, chị cho em hỏi thăm nè, có khi nào mà chị giữ con nhỏ rồi chị ngủ quên rồi nhỏ đi ra không? Không. Khóa cửa. Có không? Khóa cửa. Khóa cửa rồi sao em nghe bà chỉ cái vách này nó chung ra được nè. Thì nó ra được. Ra được không? Sợ nó xe. Có khi nào chị thức dậy mất tiêu nhỏ không? Có không? Ngủ thì đóng. Hả? Ngủ thì đóng cửa lại ha. Rồi hồi đó giờ là chưa có lần nào mà thức dậy là nó đi hết nha. Chưa ha. Dạ. Cũng im ha. Chứ thức dậy rồi nhỏ đi mất tiêu. Không mà nhỏ tới lớn là không có cho ra ngoài đường là không có ra đâu. Dạ. Nó không dám qua lộ luôn. Có nghĩa là mẹ đi á thì mới đi theo mẹ thôi. Ừ, còn mẹ nó không đi là nó chơi trong nhà tối ngày sáng đêm. Dạ, như vậy cũng đỡ hen ha. Là bé như vậy là mấy tuổi rồi anh? 3 tuổi rồi. 3 tuổi hen ha. Ừ. Đêm qua anh ta kêu đi làm đó, mà đi lấy cốt rồi tôi ba cái vụ đó không chơi không đi. Là anh không dám hả? Ừ, không chơi ba cái lấy cốt là không chơi. Là người ta kêu đi mướn đi lấy cốt. Ừ. Mà không dám làm. Không làm. Sợ sợ ma hay sao anh? Không phải sợ ma. Giờ sợ ha. Ừ. Với một phần tiền bạc thì mình xài hết rồi tới sau mấy đứa nít sanh ra nó đủ thứ chuyện chứ. À.
nên là tôi không làm. Giống như là đụng tới mấy cái đó là không nên hên ha. À, tới đứa bé sanh ra nên đủ thứ chuyện bệnh chứ. Dạ, cho nên anh sợ anh không dám nhận. Ờ, à, kêu hai ba chuyện qua hai ba ấy chỗ đó mà không đi. Dạ. Một mã 1 triệu mấy có 2 triệu có không đi. À, anh cho em hỏi thăm nè, hổm gầy á, em quay về hai vợ chồng anh á, nhưng mà nói chung á là về cô vợ chưa có được gành hung á, thì bên nhà vợ, nhà bà và vợ anh á, thì có ai ở nhà không để em hỏi thăm, kêu lại hỏi thăm chút xíu được không? Nè, sau lưng nè, chị vợ. Là chị vợ ha, vậy để em kêu chị vợ vô em hỏi thăm chút xíu nha. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, em xin gửi lời chào chị ạ. Dạ. Dạ, chị cho em hỏi thăm nè, chị là như thế nào với cái cô vợ U20 vậy chị? Dạ, chị ruột. Chị ruột luôn ha. Dạ. Dạ, chị cho em hỏi thăm nè, hôm bữa giờ em có ghé 1-2 lần. Dạ. Cũng biết được là tại nơi đây nè, có người chồng là U50, cô vợ thì U20. Dạ. Tuy nhiên em chưa có hiểu về cái hoàn cảnh của cô vợ hung á. Em hy vọng rằng chị có thể cho em cùng với quý khán giả được rõ hơn về cái hoàn cảnh của cô vợ không chị? Dạ được. Dạ, như vậy là cô vợ này là ngày xưa bị cái gì mà ra nông nổi này dữ gì chị? Dạ hồi mới sinh ra là bẩm sinh, kiểu như là tới 7-8 tuổi mới nói gành. 7-8 tuổi là cô vợ này mới nói gành? Kiểu như nói đớt đớt thôi chứ không có nói gành không. Xong rồi tới... 8 tuổi là bị thằng em trai á, em trai mới có 4-5 tuổi gì đó, cái nó cầm cái dao vừa dao sắc chuối á, là nó chặt vừa nước mà chặt sao trúng cái lỗ mũi này luôn. Chàng ơi, là em trai ruột hay gì chị? Em trai ruột. Chàng ơi, tội nghiệp chứ gì chàng. Rồi xong qua một đợt đó, xong cái mẹ thì đi dặm lúa, rồi ở nhà mấy chị em vậy nè, cái không biết chơi sao nó đu trên cái giường á. Ừ. cái giường á, rồi té làm sao đập vô phía sau này cái bệnh là hai chặng luôn. Dạ. Là một chặng là bị vô. Dạ. Cái sống mũi phía sau này là chảy máu nhiều hơn. Dạ. Dạ. Rồi từ đó về sau là cái cô vợ U20 này là bắt đầu là hơi khờ khờ ha. Khờ hơn hồi lúc trước. Dạ. Chứ hồi lúc nhỏ thì bình thường hả chị ha? Cũng bình thường nhưng mà không có được như bao người khác. Dạ. Dạ. Không có đến nổi. Dạ. Dạ. Cho em hỏi thăm nè, ngày xưa là ông này ổng lại nhà chị lúc đầu tiên là sao chị? Lúc đầu ổng cũng vô, ổng cũng ngại, thì quen ba, làm chung với ba đó. Dạ. Thì đi làm thì ổng thức sớm, ổng nấu cơm, nấu nước, làm đồ ăn, rồi rửa chén, rửa bát, nói chung là quét nhà, quét cửa, rồi ổng làm y gan như phụ nữ vậy đó. Là lúc đầu tiên ổng mới lại nhà mình đó ha? Dạ. Dạ, rồi nói có quen là... biết gì không mà ổng lại chị? Cũng quen với ba đó. À. Đi làm chung với ba rồi quen rồi ổng kiểu như không có, kiểu như xuống nhà em á là ở xin ở đây để mình ở nhà để mình đi làm cho người ta vậy đó. Dạ. Yeah. Yeah. Là ổng quét nhà. Yeah. Rửa chén. Yeah. Nấu cơm luôn. Nói chung là làm gan như phụ nữ vậy đó. Giặt đồ không chị? Có luôn. Là giặt đồ của chị với không. Ý là giặt đồ ba rồi thôi. Giặt đồ của ba thôi. À. Với mẹ. Dạ. À. Dạ. Chàng ơi. Rồi sao mà ảnh giống như là làm quen được với cô vợ U20 vậy chị? Thì lúc đầu là chưa có quen, rồi xong mà làm phụ rồi nấu cơm nấu nước vậy đó, thì kiên trì lâu quá rồi mẹ thấy cũng được, rồi xong mẹ gả. Là thấy hai ánh mắt hai con bé này nè, rồi thấy cũng có cái tình cảm gì đó, rồi mẹ kêu gả, rồi bên đây cũng chịu, rồi bên kia cũng chịu, rồi gả luôn. À, giống như là thấy hai người này sờ nẹo. Thấy hai ánh mắt đa tình thôi chứ không có sờ nẹo, kiểu như hai ánh mắt thăng vậy đó. À, có nghĩa là chị hồi đó bà nhìn ổng dữ lắm hả? Có không? Hả? Có không? Là hồi đó thấy ông đẹp trai hay gì? Hồi đó ông đẹp trai không? Đẹp trai. Đẹp trai. À, như vậy là gia đình mình thấy được là cô vợ U20. Dạ. Cũng có ý là thích anh chồng U50. Dạ, có nhìn qua ánh mắt người lớn này, nhìn qua ánh mắt là người ta biết rồi. À, cho nên là bắt đầu mình bắt bén rồi đó, là mình chấp nối luôn. Dạ.
Dạ, kêu gã. Dạ, là có làm đám cưới được không chị? Có là, làm đám cưới. Làm đám cưới đồ. Đám cưới trên này nè. À, làm đám cưới đồ linh đình luôn ha. Dạ. Chàng ơi. Hồi đó đi qua đây làm, xong rồi ở rễ đầu tới 2-3 năm trời, rồi xong mẹ mới thấy cũng được, rồi thấy thương, rồi xong rồi gả con gái dành cho anh ta. Nhưng mà ảnh là tới năm 50 rồi. Mà rồi, lúc gặp mới có 4 mấy à? Ờ, mới lúc gặp thì mới 4 mấy à? Dạ. Còn là lúc đó là, nhưng mà em thấy là cái độ tuổi á nó dạ. cũng trên lạch đó, nhưng mà gia đình mình chấp nhận luôn hả chị? Dạ. Thì vì con mình mà mình thương thì mình chấp nhận. Là do cái cô vợ U20 này dạ. là thương ảnh trước. Thì hai người quen nhau gặp mặt thì thấy thương vậy đó rồi gả. À. Dạ. Là cái đầu là gia đình mình chấp nhận luôn chứ không có làm khó dễ gì hết. Dạ. Dạ, nhưng mà thời gian đầu là trong cái thời gian thử thách là ảnh siêng lắm hả chị? Dạ siêng lắm. Giỏi hả? Ở gả tới mấy năm trời luôn. À, đôi khi mẹ lên phố rồi đó nấu cơm, nấu nước cho ba đồ ăn. Nói chung là làm dữ lắm. Giỏi nha. Dạ. Chàng ơi. Bởi ổng mới chịu, ổng mới chấp nhận đó. Là lúc đó là ba cũng có ở nhà luôn. Có. Mà dạ. Giờ ổng mất rồi. À, lúc đó là còn ba. Còn. Mới mất năm nay. Dạ, như vậy là hồi đó là rồi. Hồi đó là anh quen thân với ông già vợ hả? Ông già ổng trên phố mấy năm rồi. Dạ. Dạ thưa chị, chị cho em hỏi thăm nè. À, khi mà qua trải qua cái thời gian thử thách mà ở rễ rồi đó chị. Dạ. Thì cái anh chồng U50 này nè chị, có thay đổi tính tình không hay là cũng vẫn siêng giỏi giang như hồi xưa chị? Cũng giỏi giang như hồi xưa vậy thôi chứ không có thay đổi gì. Không có thay đổi gì ha. Dạ. Không cho ăn, không cho ăn mà giờ ta. Dạ. Chàng dạ, ơi. Tự xuống ăn. Là bé là tự xuống ăn hết ta? Dạ. Chứ không có chịu đút. Dạ. Giỏi dữ ta, mới có 3 tuổi mà tự múc đũa được luôn ha anh. Đang đũa không à? Quậy bẹp chứ. Là giỏi dữ vậy là nó biết ăn là 2 tuổi là nó múc nó đũa cầm đũa nó ăn tới giờ 2 tuổi. Là cũng ăn cơm với mắm guốc như vậy luôn. Cơm, dạ. Mắm guốc, mì gì nó cũng ăn đũa. À, mà sở thích thì ăn đường là nhiều hơn. À khoái cơ ăn cơm với đường. Dạ. Chàng ơi, chàng thấy cưng không ơi kìa. Thưa vị khán giả, dạ. Cậu bé năm nay chỉ mới có 3 tuổi thôi nha. Nhưng mà ăn cơm bằng đũa rất là giỏi luôn kìa quý vị nha. Là hồi nãy anh với chị kêu xuống ăn thì không chịu ăn. Tới người ta đói người ta ơn nè. À tới người ta đói người ta xuống ăn anh nè. Chàng ơi. Tô cơm trên này nè, người ta bới ơn nè. Là bình thường là anh để tô cơm trên đó. Trên đó người ta lấy muỗng, lấy đũa vô người ta bới, người ta ăn ơn nè. Để đường bột ngọt vô trên đó người ta bới ơn. Là bỏ đường rồi vô mình ơn vậy đó à? Múc nhiều thì ăn nhiều. Chàng ơi giỏi như vậy ta. Tại đi hơi mắc cỡ chứ quen. Em thấy ảnh có bỏ mắm guốc vô chén anh ăn nữa kìa. Ta múc ên nữa đó. Dạ. Ăn nhiều múc. Lựa mắm guốc ăn nữa kìa. Ồ, thấy thương không? Rồi bữa nay bé có sữa gì không anh? Không, không có mua. Dạ. À, chị cho em hỏi thăm nè. À, với vai trò là một người chị vợ hả? Dạ. Dạ, với vai trò là một người chị vợ á, dạ. Chị cảm thấy cái anh chồng U50 này nè, dạ. là như thế nào chị? Thế đi làm kiếm tiền rồi cũng giỏi, rồi nói chung là cũng thiếu nợ thiếu nần rồi kia cũng nhiều. Thiếu nợ thiếu nần hả chị? À, thiếu nợ làm không đủ ăn á. Ừ. Thì thấy cũng tội nghiệp mà mình sao mình giúp đỡ được. Có nghĩa là hoàn cảnh của ảnh là giống như là mắc nợ. Thiếu nợ là theo như chị là con bé này nè, xong rồi mắc nợ người ta trả chưa đủ á. Ừ. Người ta cứ lòi đòi tiền hoài. Tội nghiệp với chàng. Dạ. Giống như ảnh là người giỏi giang, dạ. Siêng năng. Dạ. Nhưng mà do là không có đi làm, người ta không có mướn điều hay chị ha. Dạ. Cho nên là ngày mướn ngày làm. À, có khi làm người ta bữa, có 4-5 bữa. Thì đó, bữa làm bữa nghỉ vậy. Ừ. Bữa thì nó không đủ xe sở thôi. Có nghĩa là chàng trang trải cuộc sống rồi lắp đầu này lắp đầu kia, dạ. Rồi thiếu nợ rồi không trả nổi, dạ. Là theo như nếu mà chị được biết á, dạ. Là ảnh thiếu là cái số tiền là khoảng bao nhiêu lần chị? Dạ, 7-8 triệu vậy đó. 7-8 triệu lần ha. Dạ. Là cái đó là chị biết thôi đó. Dạ. Còn ảnh giấu là mình chưa biết nữa. Dạ. Thì thấy người ta lại đòi tiền đồ đó thì mình thấy người ta đòi bao nhiêu đó. Chàng ơi, vì sao hôm bữa anh nói với em có 4 triệu à?
6 triệu 7 triệu vậy. 6 triệu 7 triệu gì lận hả anh? Còn tiền con Thành con 4 triệu rồi. Là một chủ ha? Một chủ đó là tiền lời nó 2 triệu mấy rồi, vốn nó 2 triệu, lời nó 2 triệu mấy rồi. Vốn gì lời tới 2 triệu mấy gì vậy? Thì cách đến 1.500.000 tháng đó. Trang ơi Trang, 1.500.000 tháng đó. Mượn có 4 triệu mà tiền lời 2 triệu mấy? Mượn có 2 triệu à? 2 triệu à? Trang ơi. Tại lúc cuối tới giờ đâu có làm gì đâu, không thì thiếu thốn mình cũng mua thiếu mua mạt rồi ăn. Thì làm ví dụ 1-2 ngày thì cũng lắp bên kia phân nửa, chừa lại ăn phân nửa. Dạ. Yeah. Đâu có người lãi nó cứ nâng lên. Dạ. Yeah. Chị ơi, chị yeah. Cho em hỏi thăm nè. Hiện tại thì em được biết là cô vợ U20 này nè. Dạ. Là cũng gần tới cái ngày sanh nở rồi. Dạ. À, tuy nhiên là trong gia đình thì không có tiền á. Dạ. Là bên chị có giống như là có tiền để mà lo cho chị này không? Dạ chưa có anh. Là bên chị cũng khổ nữa hay sao? Dạ. Thì gia đình cũng đất đai đâu này ghi cố hết rồi, chỉ còn cái nhà không à. Là hiện tại là chị đang sống cùng với ai? Cùng với mẹ. Là chỉ có 2 mẹ con thôi? Dạ. Rồi chị có con cái chồng con gì không? Có mà thôi à. Thôi. Ở bên chồng, con ở bên chồng. À, có nghĩa là về đây ở với mẹ thôi. Về đây là mình nên chị thôi. Dạ. Rồi còn con cái thì ở bên chồng. Dạ. Hai vợ chồng thì thôi nhau rồi. Dạ. Chàng ơi, rồi chị làm cái công việc gì? Thì ở với mẹ thì ai muốn gì làm đó. Như vậy là chị cũng là đang gặp cái cảnh khó khăn luôn. Dạ. Rồi đâu có tiền đâu mà trang trải giúp cho em mình sanh nở ha. Dạ. Chàng ơi, em nghe nói là sanh nở là tới đâu 10 triệu, mười mấy triệu gì lắm hả chị? Sanh tiền dữ lắm. Dạ. Mà hai vợ chồng ảnh bây giờ là còn đang thiếu nợ, rồi còn mỗi ngày phải đóng cái tiền lời cho người ta nữa hả anh? Dạ. Tại vì làm, nếu mà làm thường bữa thì nói chung tháng cũng 8-9 triệu rồi mình cũng trả được rồi ha. Tại vì ít gì cũng, nếu mà một tháng mình làm được 20 ngày thì mình sẽ trả được chứ. Ừ. Tháng này trả cũng hết, thì tháng sau cũng trả hết. Như vậy có một cái làm một tháng 3 bữa có, 5 bữa có, nhầm tháng không có làm ngày nào nữa, rồi mình lấy mua trước nè rồi ăn. Dạ. Yeah. Làm cái đó rồi đem lại trả cho anh ta phân nữa, để lại ít để xài trong nhà sinh hoạt trong gia đình. Dạ. Yeah, giống như anh nói là nếu mà cái thời gian làm nó đủ tháng á, thì có thể là anh trả nợ xong rồi. Nợ nhưng mà tại vì tháng làm có 3 ngày 4 ngày. Tối thiểu một tuần là dữ lắm rồi, nhưng mình từ cuối tới giờ chưa tháng nào làm được tận chứ. Chàng ơi chàng, khổ thân hai vợ chồng không? Có được đi ra lúa được tháng trước đó, đi 11 bữa đi được 2 chuyến nó được 1 triệu á. Dạ. Một bữa đi 2 chuyến á. Là được 1 triệu màu à? Thì đi chuyến mà 1 chuyến 500 mà. Dạ. Rồi đợi tài lâu quá thì. Làm 1 chuyến đi mấy ngày anh? Nếu mà mua đi lên xuống thì trong vòng bận đi bận về 3 ngày mà đợi nằm tài á, tới một cuốc vậy 5 ngày có. Là ra 8 ngày. Rồi 6 ngày cũng có nữa. Rồi 2 cuốc đi là 2 cuốc 11 ngày á. 2 cuốc 11 ngày mà đừng có 1 triệu bạc à. Ừ, thì 2 chiếc đó. Chàng ơi chàng. Thì cái gì đó, bấp bên quá, tháng không được 5 triệu. Rồi. 11 ngày là tính ra ngày chưa được 100 ngàn nữa. Rồi 1 tháng được 5 triệu xây sở sống nổi. Giờ mình thì người ta cũng nuôi cơm gạo, nhưng mà ở nhà xây sở gần bộ mộ nước mắm, rồi điện đài, rồi các loại những thứ, rồi thuốc men con cái. Thì thấy gì làm ngày đi, ai mới gì làm nấy đi trong xóm. Chàng ơi em nghe kể khổ dữ vậy chàng. Hoàn cảnh hai vợ chồng này khổ dữ hả chị ha? Dạ. Chị khổ rồi ảnh còn khổ hơn chị nữa kìa. Dạ. Chàng ơi chị cho em hỏi thăm nè. Dạ. Thì em chị á cũng như là người chồng của U20 á chị. Dạ. Thì đang thiếu nợ. Dạ. Rồi còn chuẩn bị lo cho vợ sanh như vậy á. Dạ. Thì ngay trong ngày hôm nay nè. À, em có đến quay hoàn cảnh của hai vợ chồng của em chị đó. Dạ. Thì chị có lời gì muốn gửi đến quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân không? Dạ có. Em xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân thay thế em út của em. Tại em út của em nó hơi khờ nên là không có biết cảm ơn. Dạ. Chị có cái ước mơ gì cho hai người em của mình không? Dạ có. Ước mơ nhỏ nhỏ giống như là có một căn nhà, rồi hạnh phúc đơn sơ được rồi. Dạ. Giống như là hiện tại là ngôi nhà này thì
thì giọt mưa hay chị ha? Dạ giọt. Rồi mưa cũng gần tới rồi, cũng trong mạnh thường quân cho cái nhà vậy đó. Xong rồi nói chung là tháng tư cũng tới rồi, cũng sợ mưa giọt rồi này kia. Hôm bữa để cái giường ở trong này rồi giọt rồi xong về ra ngoài này. Là lúc trước là để cái giường ở trong đó hả chị? Dạ. Là giọt là ngủ không được luôn hả chị? Dạ, mới về ra ngoài này. Ở ngoài này thì nó giọt mà nó ít hơn. Trời ơi, tội nghiệp không? À, như vậy là anh cho em hỏi thăm nè. Như vậy là ngôi nhà mình dột dữ lắm ha anh? Dột dữ lắm thì dột hồi năm rồi thì ít, năm nay thì nó nhiều, mấy đám mấy ông rồi nên quá trời dột. Tại vì cái ba cái nhánh tre nè nó quét tối ngày nè. Ừ. Nó gắt. Có nghĩa là gió nó đu đưa rồi nhánh tre nó quẹt đó ha. Quẹt đó. Còn cái máy trước này dột thấy nhăn mặt trời trên thì mình nó cũng đỡ, nó dột mà nó có lỗ lỗ. Dạ. Yeah. Trời ơi. Trời mưa là giống như ngang như ở ngoài trời vậy. Trời mưa là ra ngoài trời luôn hả chị ha? Dạ. Dạ. À, chị cho em hỏi thăm nè. Dạ. À, như vậy là bên mẹ vợ của anh này nè chị, là giống như là mẹ ruột của chị á. Dạ. Là có cái khả năng để mà cu mang hai vợ chồng không chị? Là ý là mình đem hai vợ chồng về nhà nuôi luôn được không chị? Dạ không, thì bên kia cũng có em á, cũng còn em nữa thì... À, nên là cho ra riêng vậy đó. À, có nghĩa là nhà là còn em út nữa ha. Dạ. Dạ, nhưng mà nhà thì gặp cũng hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Cho nên là... Ở nhà cũng đông anh em á, tới 6 người là... Chỉ có thể là cấp ra cho miếng đất như vậy thôi. Dạ. Cho được cái nền nhà như vậy cũng quý rồi ha anh ha. Dạ. Dạ. Anh cho em hỏi thăm nè. À, trong cái khoảng thời gian qua đó, thì hoàn cảnh hai vợ chồng á, là cũng được quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước hỗ trợ giúp đỡ cho hai vợ chồng á. Ừ. Thì nói chung là có đỡ phần nào không anh? Cũng đỡ phần nào, ví dụ mời phần cũng được 3 phần rồi. Dạ. Cũng đỡ gầu lo ha. Còn 7 phần, nhưng mà tương lai còn sau này mình còn hay hỗ trợ được ít là cũng cảm ơn nhiều hơn và mình cũng làm phụ thêm nữa. Dạ. Cái đó là... Giống như là anh nhận được sự giúp đỡ từ quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Nhưng mà anh không nghĩ vào đó mà anh nghĩ làm ha. Dạ. Anh cũng cố gắng đi làm. Làm thêm nữa chứ đâu có đợi. Dạ, cũng tội nghiệp anh. Hỗ trợ nhiều được nhiều cũng cảm ơn. Dạ, cái lúc mà chưa được giúp có gầu lo dữ không anh? Cũng gầu chứ tối ngày đi tới lui không à, không có đi làm gì đâu, tới lui. Tối ngày đi tới lui không có làm ha. Không ai kêu làm nó vậy chứ ở nhà bực bội vậy. Dạ. Tới lui thì đây tới bến về đây. Chàng ơi chàng. À, thưa quý vị khán giả, thì hoàn cảnh của hai vợ chồng rất là khó khăn. Hiện tại thì ngôi nhà này mùa mưa cũng gần tới rồi quý vị khán giả ơi. Nhưng mà mái lá thì bị che quẹt cho nên là dột hết rồi quý vị khán giả ơi. Dạ. Nếu anh ơi, anh cho em hỏi thăm nè, mình lập lá lại là khoảng bao nhiêu tiền anh? Lập lá lại sửa cái gùi cái này lại cỡ chừng mình làm ơn á. Ừ. Cỡ chừng 3 triệu à. Là khoảng chừng 3 triệu là mình có thể sửa lại là chống chọi qua mùa mưa đó ha. À, sửa mấy cái lá gùi rồi lại. Mình nói để chắc. Ừ. Là không có bị dột luôn á nha. À. Là 3 triệu ha. 3 triệu. Dạ. Cũng em cũng cầu mong sao á cho anh với chị á nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân để mà có được 3 triệu á để có thể chống chọi qua được cái mùa mưa này cho nó đỡ hen ha. Chứ em thấy vô mùa mưa là mưa dầm một cái là con thì nhỏ nè, rồi vợ thì chuẩn bị tới cái ngày sinh nở rồi, rồi bắt đầu là chuẩn bị có em bé nhỏ nữa. Cho nên nếu mà dột nữa thì tội nghiệp dữ lắm. Dạ. Rồi anh bây giờ là đã có điện rồi sao anh không mua một cây quạt 200.000 á về xài, cho bé xài, nó xài anh. Cái xài nói chung thì mình tiết kiệm phần nào đỡ phần nấy. Cũng ít có xài ba cái tháng này. Dạ sợ hả? Ừ. Anh sợ tốn tiền điện hả? Dạ, tiết kiệm phần nào đỡ phần nấy.
Chàng ơi, nãy em vô em thấy cái cảnh mà hai vợ chồng ngồi với đứa nhỏ ngồi ăn cơm với mắm guốc là em thấy cũng đứt ruột rồi. Dạ, là bé có uống sữa không anh? Không mà không có. Sao không mua cho bé đi chàng? Thì người đang thiếu khớm thì nợ nần người ta tầm lúc mới chân có cơm cho ăn là quý rồi. Chàng ơi, có cơm là quý hả chàng, nghe đứt ruột thiệt chứ. Dạ. Thì ngay trong ngày hôm nay á, em có ghé thăm gia đình của hai vợ chồng nè, anh với chị á, thì cũng có gặp được người chị vợ của anh, thì cũng đã cho biết được cái sự thật về hoàn cảnh của anh. Hôm bữa tại vì anh giấu em chứ sao anh không nói thiệt, thiếu 7-8 triệu mà nói có 4 triệu à. Chàng ơi, nói 4 triệu làm thành không là 4 triệu 2 à. Sao không khai thiệt đi, đặng người ta còn biết cách để mà giúp đỡ cho anh. Chàng ơi, chàng. Dạ. Như vậy là cũng đỡ phần nào rồi ha. Mình cũng trả lần lần cho anh ta ăn ít, cũng đỡ ăn ít. Dạ, cũng nhờ có bà chị nè nói mới biết á, chứ không thôi là anh ném, anh giấu, anh nói anh dạ, có 4 triệu à. Thì thấy người ta lại đòi nợ hoài đó thì em mới biết đó. Dạ, thưa anh chị, thì ngay trong ngày hôm nay á, em có ghé thăm gia đình của anh chị nè. Thì em có mang theo một cái phần duyên của một mạnh thường quân. Nhờ em chuyển đến cho anh với chị nha. Dạ. Thì chị này, chị Mạnh Thường Quân, có tên là chị Phạm Thị Mỹ Tiên. Chị Phạm Thị Mỹ Tiên. Nhờ em là trao đến cho anh với chị là 1 triệu để có thể xây sở được một phần nào nha. Dạ. Thì em xin gửi cho anh chị nha. Cảm ơn chị Tiên. Dạ. 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 Là cảm ơn chị Tiên. Dạ. Dạ, cảm ơn mấy chú mấy chị vừa qua cũng có hỗ trợ cho hai vợ chồng em cuộc. Nghe số tiền thằng nào cũng giúp đỡ trong cái hoàn cảnh khổ vậy, cũng bớt khổ cái phần nào trong thời gian qua. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Thôi thì đến đây chắc em xin phép gửi lời chào anh chị ha. Rồi anh với chị giữ gìn sức khỏe nha. Em cũng nguyện cầu mong sao cho hoàn cảnh của anh với chị sẽ được nhiều quý vị khán giả chia sẻ, để cho hoàn cảnh của anh với chị được lan tỏa rộng rãi á, thì sẽ được quý Mạnh Thường Quân biết đến nhiều hơn và sẽ quan tâm giúp đỡ cho anh với chị, đặc biệt nhất là chị chuẩn bị tới cái ngày sanh nở nè, có được tiền để sanh nở nha. Dạ, thôi anh với chị giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, em cũng cảm ơn những chia sẻ của chị trong ngày hôm nay. Dạ. Đã gửi đến em cùng với quý vị khán giả ạ. Dạ. Dạ, chị giữ gìn sức khỏe nha chị nha. Dạ. Dạ, thôi em chào anh chị nha. Xin chào. Dạ.